Sao đây em? Anh sẽ thay đồ rồi đưa con đi học giúp em nhá. Hôm qua anh gặp đối tác tới khuya mới về mà. Anh mệt quá, em đưa đi giúp anh với. Nhưng mà hôm nay em có cuộc họp, với lại em phải nộp bản thảo rồi đi gặp khách hàng nữa, nên bây giờ em phải đi luôn. Bây giờ em cho con ăn, anh thay đồ nhanh lên rồi ra đưa nó đi học giúp em nhá. Nhưng mà Hôm nay con ăn xong thì bố sẽ đưa con đi học nhá. Mẹ đi làm trước đây. hôm nay ăn sáng ăn gì vậy em? Hôm nay em hơi gấp nên chỉ kịp nấu cháo cho Vừng thôi. Anh ăn ở ngoài nhá. Mà tối nay chắc là em về muộn, không kịp đón con đâu. Anh đón con giúp em nhá. Em đi làm trước đây. Hai bố con ăn xong rồi đi nhá. Đấy, con dài thấy không? Đấy rồi mẹ con chẳng quan tâm gì đến bố nữa cả. Tại hôm nay mẹ bận mà. Nhưng mà bố cũng bận mà. Con là con trai, con phải bênh bố chứ đúng không? Nhưng mẹ là phụ nữ, chúng ta là đàn ông, không nên hơn thua như vậy. Ôi rồi, ông nhỏ cái tí tuổi mà nói chuyện như ông cụ non đấy nhỉ. Thôi, ăn nhanh đi rồi bố đưa đi học nhá. Hai bố con đi đâu mà để nhà tối om thế nhỉ? Sao cô giáo của con lại gọi điện nhiều thế nhỉ? Alo cô ạ. Sao cơ ạ? Bố của con chưa đến đón ạ? Dạ. Vậy phiền cô giáo trông cháu thêm một chút, tôi sẽ đến đón ngay ạ. Vợ yêu đây à? Con ngủ rồi à em? Ngủ cái đầu anh ấy. Tại sao lúc sáng em đã gọi điện cho anh nhờ anh đi đón con rồi, vậy mà anh còn quên nữa? Nhưng bây giờ không có cô giáo ở trường, con ở đó một mình, rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Ôi chết, anh quên mất. Anh mãi đi gặp đối tác quá, anh quên, anh không nhớ. Anh không đón được con ấy thì ít ra anh cũng phải nhắn cho em một câu chứ. Anh có quan tâm đến con, anh có quan tâm đến gia đình này không? Em nói gì quá đáng thế? Anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Đúng rồi, anh đi làm. Anh bận tiếp đối tác, nên là cô giáo gọi anh cũng có thèm nghe đâu. Để anh đi với em. Không được, anh định đi đón con trong cái bộ dạng say xỉn nhếch nhác này à? Con ngủ rồi à? Ừ. Anh xin lỗi nhé. Hôm nay anh có việc đột xuất, cho nên quên báo với em. Anh lúc nào cũng mệt, lúc nào cũng bận. Tất cả mọi việc từ trước đến giờ em toàn lo. Hôm nay em bận một chút nên mới nhờ anh một tí thôi. Thế mà anh cũng như vậy. Anh làm em thất vọng. Sao em nói thế? Anh đi làm vất vả cũng để kiếm tiền, để mà lo cho em và con thôi mà. Anh làm cũng vì gia đình này thôi mà. Thôi rồi, đi ngủ đi. Em không muốn gây chuyện với anh. Em ngủ đi. Dương. Có chuyện gì vậy? Sao đấy? Có việc gì à? Đâu có chuyện gì đâu. Thế sao không ăn mì đi, mà chưa hết cả lên rồi kia kìa. Cứ khuấy qua khuấy lại mãi rồi. Tại vì ngán quá nên là không ăn được thôi. Cảm ơn Hải. Thế làm sao? Hay là công việc có vấn đề gì à? Không, chỉ là tự nhiên thấy thấy buồn thôi. Thì thôi, bà không muốn nói thì thôi, tôi cũng không ép. Nhưng mà thôi, lúc nào mà muốn nói chuyện thì cứ kể với tôi. Lúc nào tôi cũng ở đây để nghe bà tâm sự. Nhưng mà này, bà nhá, hạn chế mặc mấy đồ tối màu lại đi. Nhưng mà ở nhà tôi toàn màu lạnh thôi. Thì bây giờ thử mặc mấy đồ màu nó sáng lên một tí đi. Bởi vì biết sao không?
Tôi nghe người ta nói là mặc đồ sáng màu sẽ thu hút được năng lượng tích cực về người mình ấy. Nhưng mà hôm nay tôi lỡ mặc đồ đen rồi thì sao? Ok, đồ đã. Tôi vừa truyền cái năng lượng tích cực cho bà rồi đấy. Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Cười kìa. Tích cực cái gì? Con làm gì thế Vân? Vân đang làm sandwich ạ. Bố có muốn ăn không? Đấy rồi, thế thì Vân cho bố xin một cái nhá. Bố ơi, bố cũng mở hộ con. Ở đây đấy, con nhờ mẹ con này. Mẹ con là cao thủ mở nắp lọ đấy. Mẹ mở con ạ. Được rồi, đưa đây mẹ mở cho. Con cảm ơn mẹ ạ. Sao hôm nay anh về sớm thế? Em tưởng anh có hẹn với đối tác mà. Hôm nay cuộc hẹn bị hủy cho nên anh về sớm. Anh bánh cho em và con này. À thôi, anh vào đi tắm đi, xong rồi ra ăn cơm. Này, em bốn mươi sao mà ho nhiều thế? Đã uống thuốc chưa? Chút nữa em đi mua. Ừ, vậy thôi, anh đi tắm nhá. Dương. Sao rồi? Trà gừng ấm ấy, uống đi cho đỡ đau họng. Cảm ơn Hải. Dạo này thời tiết nó hơi thất thường ấy, nên là mặc quần áo hay là các thứ phải cẩn thận, gió máy nó ốm ấy. À, đúng rồi, đây nữa. Kẹo ngậm ho, ngậm đi cho đỡ đau họng với cả ho. Cảm ơn Hải nhá. Nhưng mà thôi, từ sau không phải mua đâu, phiền ông quá. Kệ, tính tôi thích được làm phiền mà. Thôi, uống luôn đi cho nó ấm. Ngay cả người ngoài còn quan tâm mình như vậy, còn anh thì... Alo, em nghe. Lát tan làm, em về nhà thay đồ đi. Anh về rồi hai vợ chồng mình đi nhá. Đi đâu? Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của tụi mình mà. Anh và em sẽ đi ăn. Em muốn ăn gì đấy? Để anh đặt nhà. Anh nhớ à? Em làm như kiểu anh vô tâm lắm vậy. Ngày quan trọng như vậy làm sao mà anh quên được. Vậy mình đi ăn đồ chung nhá. Nhà hàng mà hôm trước sinh nhật em mình đi ấy. Ok, lát gặp bà xã nhá. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi. Hôm nay nhà xưởng có việc gấp, cơ mà điện thoại anh lại hết pin, anh không gọi cho em được. Tất cả điện thoại trên cái thế giới này đều hết pin à? Thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi nhá. À này, hôm nay anh mua quà cho em đấy, em xem đi. Đôi giày này là cái mẫu mới nhất, anh khó khăn lắm mới mua được đấy. Kìa, anh biết lỗi của anh rồi mà. Nhưng mà cái đôi giày này nó có lỗi gì đâu, nó đang chờ được em đeo vào đấy. Em thử đi. Sao? Em thích không? Em đi giày size 36. Nhưng đôi giày này lại là size 37.
Đâu phải là giày của em đâu. Thế à? Ê, sao lại nhầm thế được nhỉ? Được rồi, để anh sẽ bảo với trợ lý, ngày mai là sẽ có đôi mới cho em ngay, nhá. Vừng đâu rồi? Hôm nay là chủ nhật mà. Em đưa con sang nhà ngoại rồi. Ồ, mẹ nhớ Vừng à? Thế sao không bảo anh? Để anh đưa cả hai mẹ con sang đó chơi luôn. Đơn ly hôn đây. Em đến sẵn rồi. Anh ký đi. Em sẽ giành quyền nuôi con. Nếu như anh muốn con ở với anh thì chúng ta giải quyết với nhau ở trên tòa. Em còn chuẩn bị sẵn cả vali rồi à? Anh đọc đi, rồi ký vào đi. Đừng nói với anh là vì hôm qua anh mua nhầm size giày của em mà em đòi ly hôn đấy nhá. Như vậy có vẻ là quá trẻ con không? Đúng, em trẻ con đấy. Anh ký đơn đi. Ly hôn rồi, tìm người nào trưởng thành mà yêu, mà cưới ấy. Em đúng là quá vô lý rồi đấy. Chỉ một chút chuyện còn con như vậy thôi mà em đòi ly hôn. Em đúng là anh không thể nào mà hiểu được em nữa. Đúng vậy, anh làm sao mà hiểu được em. Anh không bao giờ quan tâm đến em đâu mà hiểu. Từ khi có con ấy, anh đã bao giờ hỏi em một câu ấy là em có mệt không, em có cần anh giúp cái gì không, hay là anh mặc kệ em để em gồng gánh cả cái nhà này rồi bây giờ lại trách em. Thế anh có bắt em đi làm không? Anh không hề bắt em đi làm. Anh bảo em là chỉ việc ở nhà thôi, lo cho gia đình này. Còn anh sẽ đi làm, anh sẽ lo hết. Em cứ đòi đi làm đi, xong bây giờ em kêu là em gồng gánh, em chịu đựng. Em chịu đựng cái gì? Trong khi anh đây, anh cũng ra ngoài kia đương đầu với bao nhiêu khó khăn thử thách để kiếm tiền mang về cái nhà này. Anh còn chưa than một câu nào cả. Anh ra ngoài kiếm tiền thì anh có quyền về đây ra lệnh cho người khác à? Nhà là nhà của Trung, con là con của Trung cơ mà. Thế tại sao em phải làm tất cả? Tại sao em phải chịu trách nhiệm tất cả như vậy? Vậy tóm lại bây giờ em muốn anh phải làm gì bây giờ? Hay là anh ở nhà giặt giũ, trông con, lau nhà, quét nhà cho em nhá? Hay như nào nữa? Có một chút chuyện thế thôi mà em không kêu được à? Anh không cần nói với em cái gì nữa. Quan điểm của chúng ta khác nhau. Thôi đừng có nói nữa, càng nói càng đi xa. Chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Anh ký đi. Mà thôi, anh cứ đọc đi. Khi nào ký xong ấy thì gọi tôi. Cả vạt của mình đâu ấy nhỉ? Muộn giờ mất rồi. Thích thế nhỉ? Đi làm cũng được bà xã tất cả va cho nó cơ chứ. Thế không có em thì sao? Thắt một mình nhỉ? Không, anh thích em thắt cho anh cơ. Chả có gì ăn đấy nhỉ? Ăn mì suốt ngày chán quá. Anh... Thơm thế. Đúng là đồ vậy nấu khác. Thơm quá. Ăn đi ông ơi, còn định nữa. Có vợ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa nấu ăn ngon thế này thì phải định chứ. Anh ngon thì ăn đi, ăn nhiều vào. Em nấu còn nhiều lắm đấy. Ừ, ngon quá. Này, thử miếng đi. Hôm nay nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay chắc là mệt lắm rồi đúng không? Cảm ơn Hải nhá. Cảm ơn ông đã hỗ trợ tôi về dự án lần này. Cảm ơn Xuông thì đâu có được. Mời tôi một bữa ăn đi. Ok, nhất trí. Thôi, đi nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi cũng về luôn này. Về cẩn thận nhá. Này, nhớ là đừng có tắm muộn đấy. Không tốt đâu.
biết rồi. Đứng tắm khuya ở nhà, vợ người ta mà, mắc gì quan tâm dữ vậy? Còn cả cô nữa, mới ly thân có vài hôm, ta vội vàng tìm hiểu người mới nhanh thế. Ngon không con? Ngon. Vậy thì sau này bố sẽ thường xuyên đưa con đi ăn kem nhá. Nhưng mẹ không cho con ăn nhiều, vì nó không tốt. Thế á, thì chuyện này sẽ là bí mật của hai bố con mình nhá. Bà Vân này, con có biết mẹ có bạn nào tên là Hải không? Chú Hải hay đến nhà mẹ chơi và quan tâm mẹ nhiều lắm ạ. Quan tâm á? Quan tâm thế nào hả con? Là đi chợ hộ mẹ và mở chai nước hộ mẹ và sửa toilet hộ mẹ. Rõ là ra vẻ. Thế này, thế giữa bố và chú Hải con thích ai hơn? Dĩ nhiên là bố rồi. Đúng là con trai của bố. Nào, con cứ ăn kem nhiều vào nhá. Hết bố lại mua tiếp cho ăn. Sao anh đón con mà không nói với em? Con anh mà, anh nói thì có làm sao đâu. Nhưng bây giờ chúng ta khác rồi. Con ở với em, anh muốn gặp con thì anh phải xin phép em chứ. Vâng, mình đi về thôi. Nhưng mà con chưa ăn xong mà. Ăn kem nhiều không tốt đâu. Đi về thôi con. Bye bye. Bố nhớ làm hóa mẹ nhé. Xin mời quý cô lên xe. Anh làm cái trò gì vậy? Anh chở em về nhà. Ai mượn? Không ai mượn hết, là anh tự nguyện thôi. Nhưng mà tôi không chấp nhận sự tự nguyện của anh. Con ngủ rồi đấy. Ừ. Em ăn trái cây đi. Bát anh rửa xong hết rồi đấy. Anh sao vậy? Suốt một tháng nay sao anh lạ thế? Hết qua nhà nấu ăn, trong khi trước đây anh đâu có biết nấu ăn đâu. Lại còn đòi thay bóng đèn, trong khi bóng đèn nhà em không hề hỏng. Rồi suốt ngày qua công ty em nữa. Rốt cuộc là anh muốn sao? Anh muốn em tha thứ cho anh. Anh biết lỗi lầm của anh rồi. Suốt 3 tháng qua mình ly thân với nhau, anh rất nhớ em và con. Anh đã biết lỗi của anh rồi. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Tay em vẫn còn đeo nhẫn. Vậy là em vẫn còn tình cảm với anh đúng không? Không có, tôi chỉ quên thôi. Dương à, cho anh một cơ hội đi. Để gia đình chúng ta trở lại làm gia đình 3 người như trước kia, được không em? Không thể đâu. Anh ký đơn đi. Không, anh không tin là em không còn yêu anh. Nếu như vậy, em phải chứng minh đi. Anh muốn chứng minh chứ gì? Em! Có người gửi bảo vệ cho cậu hộp cơm. Bà ấy có nói là ai gửi không? Tôi cũng không biết. Cảm ơn Hải. Em ăn trưa đi nhá, coi chừng đau dạ dày đấy. Lắm trò. Anh biết là em còn đang làm việc, nhưng mà tranh thủ đi ngủ sớm đi cho đẹp da nhé. Mà buồn quá, anh nhắn tin cho em quá trời mà em không trả lời một tin nào cả. Mà thôi không sao, em có xem tin nhắn với lại được rồi. Ngủ ngon nhé. Hello. Này, kế hoạch lần này thành công mỹ mãn. Kiểu gì sách của mình bán chạy lắm ấy. Cảm ơn Hải,
cũng nhờ Hải và mọi người giúp đỡ nên Dương mới được như vậy. À, thôi, bây giờ mình đi luôn đi, không phải mọi người đến hết rồi đấy. Ok. Khoan đã. Alo, tao nghe. Mày đến đây nhanh đi, anh Toàn vừa bị tai nạn rồi. Tao sợ là anh ấy không qua khỏi nữa, mày đến nhanh lên nhá. Cái gì cơ? Mày đang ở đâu? Ok, được rồi, tao đến ngay. Sao đấy? Không ổn rồi, bố của bé Vừng bị gặp tai nạn. Mình mau đến đó thôi. Này, chị đi. Anh Toàn đâu rồi? Anh ấy có sao không? Mày gọi cấp cứu chưa? Dương, mày cứ bình tĩnh đã. Tao bình tĩnh làm sao được? Anh ấy có làm sao không? Anh ở đây. Anh không sao à? Em không nhìn thấy anh vẫn lành lặn khỏe mạnh à? Chuyện đấy mà anh cũng nói ra đùa được à? Anh có biết là em lo cho anh như nào không? Anh biết. Anh xin lỗi. Bởi vì anh đã nói quá nhiều với em. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, anh sẽ chỉ hành động mà thôi. Suốt thời gian mình ly thân với nhau, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh nhận ra rằng mình là một người chồng, một người cha không tốt. Anh đã quyết định rồi. Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội nữa thôi, để anh làm lại, thì nhất định anh sẽ là một người tốt, một người xứng đáng với em và con hơn. Vì nên anh chỉ mong rằng em hãy bỏ qua cho anh nhé. Còn từ nay về sau, anh xin hứa rằng thằng Toàn này sẽ là một người có trách nhiệm. Mẹ Dương ơi, con không muốn hai người ở hai nơi, và con muốn bố mẹ cùng nhau dắt tay con cơ. Em có đồng ý làm vợ anh thêm một lần nữa được không? Em đồng ý. Nhưng từ giờ về sau, anh không bao giờ để em được thất vọng một lần nào nữa đâu đấy. Này, tôi mà còn thấy anh đối xử tệ với Dương thêm bất cứ một lần nào nữa nhá, là tôi chắc chắn là không bỏ qua cho anh đâu. Tất nhiên rồi, từ nay về sau tôi sẽ là một người chồng, một người cha tốt.